Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Hiện tại phóng viên của kênh Sắc Màu Cuộc Sống đang có mặt tại một cánh đồng lúa quê tại Bắc Ninh. Các bạn nhìn thấy trước hình ảnh trước mặt chúng ta là một cánh đồng lúa đã chín, chỉ còn khoảng tầm 7 đến 10 ngày nữa thì những ruộng lúa này có thể bắt đầu gặt được rồi. Nhìn cánh đồng lúa cả một màu vàng trải dài, nhìn rất là đẹp. Trời bây giờ thì đã là 5:30 chiều, tức 17:30 phút. Trời đã về chiều. Một khung cảnh yên tĩnh, bình yên và rất đẹp ở làng quê đồng bằng Bắc Bộ nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Các bạn nhìn thấy những bông lúa rất là tốt, hạt bảy to. Xa xa đây là một con đường dẫn nối giữa hai làng và đi xuyên qua cánh đồng. Xa xa là những hàng cây xanh rất là đẹp, một cảnh quê yên bình. Phía trước kia là một cổng tam quan của một ngôi chùa. Đây là hai bác đi bắt lươn. Hai bác này đi bắt lươn khi đồng lúa chín và nước cạn thì lươn sẽ thu về một chỗ và hai bác sẽ tìm những cái vũng nước, một cái chỗ thở ruộng và nước thu về nhiều và lươn sẽ tập trung vào đấy, có thể sẽ bắt được nhiều lươn. Những thỏ ruộng lúa chín mùa hè thu đã chín vàng và chuẩn bị đến vụ gặt lúa mùa. Vụ mùa Tết Đông, nghĩa là vụ mùa là vào đến thời gian rét lạnh thì lúa sẽ chín. Vụ chiêm tiết hạn, vụ mùa Tết Đông. Chiêm là chiêm xuân và hè thu.
Rồi vừa rồi là một vài hình ảnh về cánh đồng lúa vụ hè thu tại cánh đồng làng quê Bắc Ninh. Xin được chia sẻ với các bạn trên kênh Sắc Màu Cuộc Sống. Nếu quý vị các bạn xem video này thấy hay, hãy vui lòng nhấn nút like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đồng thời hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh phát triển. Đồng thời quý vị các bạn sẽ là người đầu tiên đón nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.